Hello, xin chào các bác. Em đã từng làm clip mà em mua mấy cái ổ cứng nhất HD trên Shopee ý, của Trung Quốc ấy. Đó thì có một số bác thì nhờ em mua cho. Đây này. Đây thì em có đặt cho một bác ổ 256 này và đặt cho một bác ổ 120GB này. Đó, ở trên Shopee ý. Bởi vì là Shopee này là một cái đơn vị mà có vốn đầu tư của Trung Quốc ấy, thành ra họ hỗ trợ cho nhà bán hàng Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng có một cái vấn đề là chúng ta sẽ giống như kiểu cái thẻ nhớ em, có nghĩa là mình sẽ thấy một cái số cái sản phẩm mà mình cảm thấy rẻ một cái bất ngờ luôn. Mà em từng làm một clip về mua cái thẻ nhớ ấy, thì lần này em tìm ổ SSD cho các bạn xem kênh YouTube của em và yêu cầu nhờ em mua ấy, thì em tìm thấy một cái loại cái sản phẩm này mới đây mới có thôi, trước đây không có. Đó các bạn nhìn không, đó là một cái ổ cứng di động. Nó là một cái ổ cứng di động các bạn nhé. Đây, tên của nó này, ổ cứng SSD siêu mỏng này, SATA USB 250GB. Đó. Bình thường giống như cái sản phẩm đấy nhá. SSD 256GB này là cái ổ cứng để em mua cho các bác này, các bác cài Win ấy thì nó rơi vào tầm 715.000. Là em tìm cái này là thuộc dạng rẻ nhất của Kosiki ấy. Còn có lại 120GB là 471.000, nhưng mà đây lại là ổ cứng di động. Nó lại chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 368.000 thôi. Có nghĩa là nếu thực sự bên trong nó là ổ cứng SSD thật ấy thì mà 250GB ấy thì nói chung là cũng là món quá là hời luôn. Nên thành ra em đặt thử với luôn, rồi ngày hôm nay nó lại về nó sớm, em đặt cùng ấy. Em đặt còn sau những cái ổ đơn hàng em đặt cùng sau những cái đơn hàng này. Đặt sau những cái đơn hàng ổ cứng này mà nó lại về trước đây này. Đó là thành công rồi. Em vừa nhận được ngày hôm nay xong. Và em sẽ bóc hộp xem là em nhận được cái gì nhé. Đây. Đó. Em trả tiền mặt là 370.000 đây. Đó, 370.000 các bạn nhìn nhá. Đó, mất 2.000 tiền vận chuyển thôi. Về Việt Nam này có 370.000, hiện tại bây giờ mua ở Shopee mà ship hàng ở Trung Quốc ấy thì vừa rẻ này, lại còn vừa được miễn phí vận chuyển nữa. Đó là cái bên Shopee đấy ưu tiên nhà bán hàng Trung Quốc rất là nhiều luôn và gây ra cái sự mập mờ như thế này. Thì em sẽ làm một clip về cái ổ cứng này xem như nào nhé. Đó, các bạn nhìn thấy nhá, thì đơn vị vận chuyển về đến Việt Nam thì bao giờ cũng phải đơn vị vận chuyển đến từ Trung Quốc đúng không? GMT, một đơn vị vận chuyển của Trung Quốc. Đó, mã đơn đây nhá. Đó, thì là cái sản phẩm này các bạn nhìn nhá. Đó, 370.000 này, nguyên sim nguyên đai nguyên kiện này. Có nhìn không? Đây một cái túi đông quang màu xám quen thuộc mà em hay mua hàng Trung Quốc ấy. Đó. Bây giờ em mở nhá. Đó. Cái này đóng gói là một xốp luôn. Cái túi này tương đối là xịn. Đây. Có nhìn nhá. Đó. Kinh chưa? Đấy. Ok chưa? Ổ cứng thì là SSD mà ở trên hộp thì là HDD. Không biết là thế nào ấy nhỉ? Super Speed này, tốc độ cao này. Đó, 3G store, lưu trữ truyền thống hay gì, hay lại vớ phải cái ổ cứng giống như ổ cứng 2T mà em mua nguyên ra sao ra mấy về sau bị ổ cứng nó phích từ 5G thì bỏ bà. Đây USB 3.0 hay USB 3.1, đây nó đang không có thương hiệu gì cụ thể. À, đằng sau thì nó có ghi này, nó có dán một cái hướng dẫn, thì có cái hướng dẫn sử dụng này. Đó, dán đè lên những cái bên dưới thì ở đây nó ghi là 3G store. Cái nói chung là tiếng Anh thì em không rốt, không hiểu lắm, nhưng hỗ trợ Win 10, Win 8.1, Win 7 này và những hệ này khác này. Đó, và có thể hỗ trợ được cả macOS luôn. À, đó, không cảnh báo gì nhiều, nói chung là giới thiệu sơ qua vào cái này thôi. Đấy nha, đây, đó, có cái tem 250GB này, rất là nhiều modem, thì đây là modem, nó chỉ ghi là Black thôi, modem là GK16. Không biết là thương hiệu gì, nhưng có GK16 và đánh dấu ở đây là 250GB. Không biết là bên này nó sẽ là cái gì nhỉ? À, không có gì cả, có nghĩa là thêm nữa, thấp nhất là 320, 500, 1T và 2T, đây là 250GB nhá. Đó. Đấy, cái mã vạch có số STK của bên bán hàng này. Đó, đầy đủ nhá, em mở ra này. Ok. Đó, nó có một cái túi đựng. Bên trong rất là cẩn thận nhá. Đây có một dây USB 3.0 này. Đó, sợi dây cắn ổ cứng quen thuộc nhá. Ai, sản phẩm thì đơn giản thế thôi, nó không sách sử dụng về thông tin ở trên này hết. Cầm rất là nặng, cầm rất là nặng luôn. Bù kinh trên này thì không ghi, nhưng mà thương hiệu thì là Bù Kinh. Đó. Không biết là dán mốt tem này rồi này, khốn phết. Thử nào, chắc là có khi là chỉ là ổ HD thôi. Đấy, thì các bác nhìn thấy nhá. Trên Shopee là nhiều khi anh em chúng ta là mua và hay bị lừa bởi vì nhiều cái khi anh em bị hiểu lầm. À.
Khó thế nhỉ. Hoàn toàn là không cãi được, nên không biết bên trong nha. Ok nha, bây giờ em sẽ cắm máy tính xem như nào. À, em sẽ sang máy tính này xem này. À, cho nó là ổ tốc độ và ổ LED có thật hay không nhá. Ok, em sẽ cắm nha. Ok, bỏ mẹ rồi. SSD mà cắm mà rung. Cắm mà rung các bác nhá. Ngon chưa? Đéo phải SSD rồi. Cắm vào rồi rung cái này đó. Nó nhận hiện tại trên máy tính là nó nhận là EA Fast. Em thấy nó khá giống. Nó khá giống với lại cả cái ổ cứng mà lần trước em mua 2TB ấy, mà bị fake từ ổ cứng nắp trong kia đấy. Bây giờ em sẽ format thử xem là TFS xem là lại có được hay không. À, nếu mà không format được thì 100% luôn đó. Ok, rung mạnh lắm. HDD chắc chắn luôn. Không format được này. Và đây là ổ 250GB chuẩn, nhưng nó không phải là SSD mà là HDD đó. Vấn đề bây giờ là mua với mức giá là hơn 370.000 là một cổ HDD cùng với cái bóc đọc, cũng không phải là đắt, cũng nhưng mà cũng không phải là rẻ. Đây là trước em mua cái ổ này ở trên Marketplace có 100.000, cái bóc này mua 70.000, thế là lắp vào đó thì hết tất cả là 170.000. Còn bây giờ là mua 370.000, không biết ổ cứng có mới hay không. Nó là ổ HDD nhá, không phải HDD đâu. Đấy, trên Shopee Trung Quốc nhiều khi nó mập mờ như vậy. Thì là bây giờ em sẽ thử bung nó ra xem là bên trong nó là như nào nhá. Đây này. Cái này nếu mà theo như giống những cái ổ cỏ bóc được ổ cứng khác như ở Trung Quốc ấy thì nó đơn giản thôi, tụt thật mạnh này. Đó. Ok, đó. À. Úi giời. Này. Các bạn nhìn nhá. Đúng là ổ cứng 250GB. Nhưng mà không phải SSD mà là HDD. Nó là còn cũ nữa. Rất là cũ rồi. Mà là ổ này. Đó. Đây con này nha. Đấy. Đây. Xem lại đơn hàng này. Xem lại đơn hàng nha. Đây. Ổ cứng SSD siêu mỏng. Ok, nếu cái vấn đề ở đây nó ghi là HDD thì anh em chúng ta có thể mua hoặc là có thể chấp nhận cái việc là nó chỉ có giá là 370.000 cũng được. Nó không phải là rẻ, nhưng mà cân nhắc lên mua hay không. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy SSD thì chúng ta rất là máu và sẽ mua. Chắc chắn một điều khi mà em mua cái sản phẩm này thì em đã biết là cái này không phải là xịn rồi. Nhưng em vẫn mua để em làm clip này, em để cảnh tỉnh cho các bác nhé. Bởi vì nhiều bác thấy SSD mà 250GB mà giá có 370.000 ở trên Shopee đảm bảo như này mà lại uy tín như này mà lại đảm bảo cho mình mua, biết đâu mình vớ đúng không, lại tháo ra lại đỡ phải mua một cái SSD giá 700 mấy, một cái này không lại thêm một cái bóc nữa. Nhưng khi mua về thì mới biết ấy, là chắc chắn là dính. Đó, em làm clip này để cho các bác xem thôi. Cái ổ rất là lâu rồi, cái ổ rất là cũ. Để xem nào, cái đát của nó, cái này thì trên cái tem của Trung Quốc nó ghi là 2019 này. Mà xem thử cái đát của nó này. Này, cái đát của nó là mùng 3 của tháng 10 năm 2012. Có nghĩa là gần 10 năm cho cái ổ cứng này rồi. Đó, chứ không phải là mới mẻ lắm. Việc này Trung Quốc làm rất là hay. Đó, nó ghi SSD để cho chúng ta hấp dẫn và chúng ta mua. Và chúng ta đã bị lừa. Đó, em biết là em bị lừa thì vẫn mua cho các bác xem nhé. Đó, thì đơn giản vậy thôi. Bác nào muốn cần em mua ổ SSD cho uy tín thì các bác cứ... các bác cứ comment vào dưới video nhé. Thì cần mua gì em sẽ mua cho. Đó, các bác xem thấy clip này hay thì nhớ ủng hộ em một like và subscribe kênh YouTube của em để chờ những clip tiếp theo. Cảm ơn các bác xem clip nha. Chào tạm biệt các bác.